Theo kế hoạch, đầu tháng 11 năm 2023, dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi với gần 2,5 km từ trạm điện 500 kV đến xã Nguyễn Trãi đi qua các xã Văn Bình, Văn Phú, Nguyễn Trãi và thị trấn Thường Tín có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 300 tỷ đồng được thi công từ giữa năm 2022 đến hết năm 2023 hoàn thành. Đây là một trong những dự án xây dựng đường giao thông trọng điểm nhằm phát triển đồng bộ, kết nối hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy việc giao thương hàng hóa, nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường. Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi tên mới là Lý Tử Tấn, mở rộng từ 7m thành 21m với 6 làn xe cơ giới và 12m vỉa hè hai bên đường. Các hạng mục của dự án bao gồm nâng cao mở rộng lòng đường, kè đá hai bên đường, xây dựng hệ thống cống tiêu thoát nước, hạ ngầm đường dây điện, làm hè đường, trồng cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng. Tổng diện tích thu hồi dự án trên 80,8 ha đất liên quan đến việc thu hồi đất của 308 hộ gia đình, cá nhân và hai tổ chức là Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội. Phía Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công tuyến đường từ tháng 8 năm 2022. Sáng 9 tháng 11 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Nguyễn Trãi, đoạn từ đường tỉnh lộ 427 đến đường ngang trạm điện 500 kV, huyện Thường Tín một phần của tuyến đường nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trên tuyến vẫn đang có công nhân thi công các hạng mục như đá vỉa hè. Dự án đường Nguyễn Trãi đã được đổi tên thành Lý Tử Tấn là dự án thi công nền đường mới và một phần của nền đường cũ có hệ thống đường dây cáp điện và dây viễn thông nên gặp nhiều khó khăn khi giải phóng mặt bằng. Đối với đoạn khoảng 700m từ đường tỉnh lộ 427 đến xã Nguyễn Trãi và các hạng mục công trình còn dang dở, sẽ được chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công hoàn thành vào thời điểm cuối năm 2023.